À, kính thưa mọi người, thì cô Phước vừa mới tới nhà trọ của vợ chồng của chị Vân và cũng như là thay mặt người xem ở trên kênh. Hôm nay muốn biết thêm về cái việc mà cái hướng sắp tới điều trị của hai mẹ con. Thì hôm bữa mình cũng có chia sẻ là chị Vân đây là có cái dấu hiệu là Đau đau vú bên trái, đau ngực bên bên trái trái và có dạ mủ. dạ Cái này thì cũng em cũng thẳng thắn nói luôn ha, dạ thì cũng mình chưa đi khám tại vì mình không có khả năng, nhưng mà có cái khả năng là sẽ bị dạ gì dạ ung thư vú đó. À, hôm bữa mình cũng có chia sẻ là ủa tại sao lại không có đi khám và cũng như là như thế nào, thì chị có nói là khi mà đau thì chị uống thuốc giảm đau cũng như là đi khám ở một phòng tư nhân dạ thôi, đúng dạ nên đúng là chưa có kết quả cụ thể tại vì không có tiền. dạ Thì đó là cái lý do mà hôm nay em muốn tới đây để mà em hỏi kỹ thêm chị, dạ và cũng như là con chị mẹ mẹ là mẹ cháu trai này là hôm bữa là cũng có những cái dấu hiệu sốt hoặc là dạ nó khác lạ, dạ cũng không có tiền đi khám luôn. dạ Ừ. Hai vợ chồng với lại hai đứa nhỏ, một cháu thì năm nay 5-6 tuổi gì đó, Su đúng không dạ chị? 7 tuổi 7 tuổi, với lại cháu trai đây thất nghiệp. À, cũng như là cái cuộc sống nó khó khăn nên là Quýt chia sẻ cách đây khoảng 1 tuần. Hôm trước đó là em ghi hình lên là chị có xem không? dạ có Có. dạ Rồi người thân hay là bạn bè đồ có biết không? dạ có dạ có À, thì họ gọi điện tới thì họ động viên tinh thần hay là như thế nào, có giúp dạ đỡ gì không? dạ không thì kiểu như gia đình hai bên này cũng diện khó khăn đó, rồi mấy dì ở dưới quê gọi điện thoại lên rồi cũng mong là được giúp đỡ để cho chị đi khám, rồi dặn chị là thí dụ như vừa hết giãn cách mà đi được á thì phải đi khám chứ đừng có mà thấy khổ khổ không đi khám rồi hai đứa con bỏ không ai Nhưng lo. mà cái vấn đề này là kinh tế, là tiền ở đâu mình đi khám thôi chứ Dạ ai mà không muốn đi. dạ Và chị tính đúng như thế nào nữa? rồi chị, giờ tính thí dụ như hồi bữa là cô Phú có gửi cho chị ít tiền á thì chị cũng có tính là thí dụ như mà đi được á là chị sẽ lên chị khám, rồi còn cái hướng điều trị thì chị không tính Hôm tới. bữa em có hỏi chị á, là đi hỏi thử là ở bệnh viện nào, hoặc là cô chú anh chị góp ý ở cái phần bình luận đó, thì hai vợ chồng suy tính như thế nào, đi chủ yếu là đi bệnh viện nào là chắc chắn. Là bệnh viện trung tâm ung bú. Ung bú hả? Dạ, tại Ở, vì ở đường Nơ Trang Long hả? dạ, đúng rồi. Mẹ. À. Cứ để Đi được. cho ba ba cho cháu trong đi. À. Là đi ung bú. Dạ. Mà trong cái đợt này đi được không? Ví dụ như là chiều hoặc là mai đi được không nếu mà mình có tiền? Dạ đi, nếu mà thí dụ như chị có tiền á thì chị sẽ đi liền để lên khám coi tình hình sao, nhưng mà giờ giãn cách thì chị cũng không biết là có đi được hay không. Nhưng mà nếu mà mình xin đi được thì chị cũng muốn đi, tại vì hai ngày nay nó cũng nhức lại á. Mình có cái giấy bệnh thì mình đi ngoài đường thôi, mình nói mình đi khám bệnh thôi, đâu có gì đâu. Theo Dạ. em nghĩ là được á. Dạ. Ừ. Còn cái cháu trai là con của chị là bây giờ chị cũng tính là đi khám luôn. À, chị tính đưa nó đi nhi đồng làm dạng như hồi bữa chị có hỏi người ta là nó có dạng như làm một cái tổng quát á. Ừ, tại vì giờ hồi hôm qua với hôm nay nó cứ tiểu á, nó nhiễu giọt á, tại vì giống như nó đã bị tắc đường tiểu hồi cách đây được cả năm rồi. Tự động bị tắc đường tiểu hả? Ừ, là ta nói nguyên nhân là do ngoài do hẹp bao quy đầu với lại cái ống đường tiểu bé có kêu bằng cái dị tật gì đó, nhưng mà chị chưa đi khám rồi cho nên chị không biết là khi nào mà nó mà tắc thì nó sẽ bị sưng cái tinh hoàn lên rồi nó đái là lần nhĩ nhĩ giọt 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 vậy đó. Ủa là hôm bữa chị không có nói em đúng không? Không, Chị chỉ nói là con chị là sốt, bị nó mới sốt. sốt siêu vi. Sốt siêu vi mà vấn đề nó hơi lạ chút xíu, nên là phải test thử luôn như thế Dạ. nào. Còn tắc đường tiểu này thì bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói Bác là sĩ ở trên di động chỉ có đi khám một lần rồi là 6 tuổi mới là dùng tiểu phẫu tách bao quy đầu. Còn cái ống đường tiểu thì bác sĩ nói là mình sử dụng thủ thuật á, để cho bé mỗi lần ấy như vậy thì mình dùng bằng tay cho bé thông đường tiểu để bé tiểu. cũng như là cái ống dẫn tiểu nó không được bình thường, Dạ. Dạ. nó hẹp Dạ. nên mỗi lần như vậy là bị đau. Dạ, nó bị À, sưng. sưng Ừ. rồi, chứ cái đó ban đêm á, trẻ em nó hay đi tiểu đêm á ha. Dạ đúng. Hôm bữa chú có hỏi là cháu Su là cũng học giỏi lắm đó đúng không con? Ừ, học lớp 1 hả? Năm nay lên lớp 3 hả? Ừ. Rồi con có giấy khen, bằng khen được không? Trên lầu. Ừ, vậy đó.
rồi có cũng phụ ba mẹ để mà chăm em ha. Agu Food xin phép được gửi lại cái hình ảnh mà những cái phiếu siêu âm cũng như là những cái bệnh tình của chị Vân gửi đến cho mọi người. Đi không à? Đại khái đó là chị là bị ở vùng ngực trái, là bị đau với lại là có mủ đó, là chị uống thuốc giảm đau thôi chứ ngoài ra thì chưa chưa có chụp hình được nhiều cũng như thế nào đó. Còn cái của con chị là giấy nào? Đây, ba này là của bé Khôi. Đây. Khôi phải không? Dạ. Khôi năm nay 3 tuổi rồi chị? Dạ 2 tuổi ạ. 2 tuổi. Khôi thì có nhiều người ta bình luận á, người ta nói cái này em chị đừng buồn nha, nhưng mà Dạ. cũng không biết làm sao, thì cái đó những cái triệu chứng mà gặp ở con của họ, rồi về cái vấn đề mà máu á, liên quan tới máu rồi đó. Còn Khôi là mình sẽ đi bệnh viện nào nếu mà có điều kiện? Dạ Nhi đồng 1. Nhi Tại đồng sổ 1. dạ Khôi có sổ á, khám của Nhi đồng 1 á. Đợt trước là khám Nhi đồng 1 luôn hả? Dạ không, đợt trước là khám ở bệnh viện Thủ Đức. Tại là tại vì lúc đó số cao chị đưa bé vô bên Thủ Đức. Nhưng mà chưa ra bệnh ha. À, còn cái này là ngày trước á chị đi Mấy khám cái á. này là khám cái hồi nãy cái vụ mà tiểu hả? Không Tiểu không. bút rồi đó hả? Tiểu hồng, tiểu bú chị cũng đi khám ở bệnh viện Thủ Đức. Nhưng mà lúc đó là bác sĩ có kêu là nói chung là nó không đưa vô bên chuyên khoa của Nhi mà đưa vô bên phụ khoa của Nam. Ừ. Rồi bác sĩ chỉ nói là về rồi thủ thuật nó bé đi rồi để cho bé đi tiểu được rồi cho thuốc uống thôi. Còn cái mà chị nói tắc đường tiểu là chị có lên Nhi đồng 1 á một lần lâu rồi, cả năm rồi, lúc đó nó sưng to đó. Rồi chị có lên nó một lần. Bây giờ em có thể gặp chồng chị đó, ở đây được không, nói Được chuyện luôn được. hai vợ chồng nha. Hôm nay thì gặp được chồng của chị Vân, có thể là cho em với mọi người biết là anh tên gì. Tên Đặng Văn Mến. Mến. Hôm bữa cũng có nói là mình đi bán rau củ quả rồi đó ha, kéo xe kéo. Em hỏi chút xíu về cái việc mà hướng điều trị cho chị Vân, vợ anh với lại là cháu Khôi. Thì nếu mà được có sự hỗ trợ thì anh đưa vợ với con đi khám liền không hay là mới đợi qua dịch? Đợi qua dịch hả? Rồi bây giờ chị Vân đau quá rồi sao? Đi đi mà sợ bắt cho ông em bắt thì có là không dám đi thôi. Theo em nghĩ là không sao đâu, khi mà mình có giấy bệnh chị cứ trình bày như vậy thôi. Ví dụ như ở những cái tuyến đường nào cũng như là ở khu vực nào nó gọi là vùng đỏ hay là như thế nào đó thì họ nói thì mình có thể mình đi cái đường khác hoặc là mình quay đầu về. Còn nhưng mà em nghĩ là đa phần mấy anh mấy chú thì thông cảm cho mình thôi, không À, có gì hồi đâu. bữa bữa lúc mà chị xin đi chích mấy cái này nè, công an cũng cho chị qua Đúng mấy cái rồi, chốt bình như vấn thường đề hết. cũng cho. Nhưng mà Google Phước biết là cứ vô là đầu tiên mình phải xét nghiệm COVID là 400 nghìn rồi. Cho nên nói thiệt lòng mà tại vì không tiền cho nên chị mới không đi, chứ chị cũng sợ chết chứ. Chị sợ rồi hai đứa nhỏ không ai coi hết đó. Bây giờ là có Sợ. tiền là đi liền đúng không? Đúng rồi, Bữa có nay tiền. là thứ mấy? Này thôi. Năm thứ sáu gì Ý anh nói là chưa chưa cuối tuần đúng không? đó. Là Đúng. đi khám được À đúng hôm không? nay thứ năm hay gì rồi đó. Dạ. Ừ. Ví dụ như bữa nay thứ năm, ngày mai thứ sáu thì có thể là đi khám được đúng không? Đúng. Thì có tiền là đi khám liệt liền. Đúng rồi. Em xin phép em thay mặt Mạnh Thường Quân, em xin gửi đến cho gia đình mình ít tiền để mà chị đi khám. Tại vì đặc biệt là những cái chị em phụ nữ ở trên kênh của em thì họ đồng cảm với lại chị Vân đây, nên là muốn giúp đỡ đến cho chị Vân cũng như là cháu Khôi để mà đi khám. Trước mắt tại sao mà em kêu chị là đi khám liền? Có khách hả? Cho chè á. Cho chè hả? À, hay cho chị đồ ăn á. Dạ em xin nói tiếp ha, Ừ. là tại sao anh cứ lấy lại đi. Anh nhà lại. Dạ, tặng chè cho gia đình Ừ. đó. Em tại sao mà em mới nói là đi khám liền mà không có đợi khi nào qua dịch, tại vì cũng chưa biết được ra đường được như thế nào nên là bây giờ mình đi khám liền. Ừ. Khám liền mình mới có được cái kết quả,
mình có được cái kết quả rồi bắt đầu em sẽ thông báo tiếp cho mọi người để mọi người có cái hướng để chỉ giúp cho mình. Yeah. Ha. Yeah. Đó, nhưng mà trước mắt em xin gửi ít tiền đến cho gia đình để mà có cái tiền để ngày mai đi khám đi nha. Yeah. Nói chung là ít nhất sớm nhất nha. Yeah. Đi khám tranh thủ. Đúng rồi, nếu như mà ngày mai chị đi khám, nếu mà chị đi khám được á thì chị gọi cho em cho gọi cho em để em thông báo lại cho mọi người. Yeah. Về cái tình hình của chị. Yeah. Coi như là cái bệnh của chị nó nằm ở giai đoạn nào, cái hướng điều trị như thế nào. Yeah. Tiền bạc như thế nào. Yeah. Để cho Mạnh Thường Quân họ có cái hướng họ giúp đỡ cho chị nha. Yeah. Trước mắt là xin phép được cảm ơn đến Mạnh Thường Quân và cũng như là thay mặt gia đình của chị Vân, xin chúc cho Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống. U Phú xin phép được đọc tên và cái khoản tiền. Thứ nhất là của chị Mai Ngọc là 15 triệu. Thứ hai là của hai cô ở Úc là 11 triệu. Thứ ba là của chú Trung ở Úc là 5 triệu. Thứ tư là của chị Cindy ở quận 6 là 3.085.000. Thứ năm là của chị Ngọc Hân ở Úc là 3.500.000. Thứ sáu là của chị Trần Thiện Thùy Linh ở Mỹ là 3 triệu. Thứ bảy là của anh Hưng ở Melbourne, Úc là 3 triệu. Thứ tám là của Nguyễn Allen ở Mỹ là 2.807.000. Thứ chín là của một người ở Mỹ là 100 đô la Mỹ là 2.300.000. Thứ mười là của anh Hoàng ở Hà Nội là 2 triệu. 11 là của chị Kiều Huy Thuy ở Mỹ là 1 triệu. 12 là một chị ở Cà Mau là 500.000. 13 là của cô Điệp ở Đồng Nai là 300.000. Thì tổng cộng cái khoản tiền Mạnh Thường Quân hỗ trợ đến cho hai má con đó là 52.492.000. Đó, thì em làm tròn luôn là 52.500.000. Yeah. Đó, em chị mừng hả? Chị thấy đó, giờ chị không biết tới số tiền này vậy đó chị không nè. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm em nha. À, nè, 52.500.000. Chị em xin cảm ơn mấy anh mấy chị, từ đó giờ em chưa biết được là số tiền nói cho. Không nghĩ tới số tiền lớn gì nữa. Rồi em hứa là ngày mai, trong thời gian sớm nhất là ngày mai em đi khám để em gửi kết quả đến cho anh Good Food. Yeah. Cảm ơn. Mẹ ơn mấy anh chị. Đó thì cũng theo cái cách làm ở trên kênh của em đó. Nhờ chị đếm lại giùm em 52.500.000 nha. Đếm từng triệu á. Đếm để xuống đất nè. Rồi. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.500.000. Dạ, đủ hả chị? Dạ. Em làm tròn luôn là 500.000 đó. Dạ. Chị cảm ơn. Chị cảm ơn Gu Food, rồi chị cảm ơn mấy cái Mạnh Thường Quân. Rồi khi mà chị đi khám mà có kết quả, chị sẽ gửi cho Gu Food để Gu Food gửi mấy cái Mạnh Thường Quân. Dạ. Chị cảm ơn. Ừ. Thì trước mắt là như vậy đi ha. Rồi ngày mai mốt gì đó, chiều gì đó thì đi khám ha. Rồi có những cái thông tin gì thì em sẽ gửi lại cho mọi người. Đó, thì cũng chúc may mắn đến với lại chị với lại cháu Khôi ha. Yeah. Chắc chắn một điều là chị với lại cháu Khôi là phải đi điều trị rồi đó. Yeah. Về cái phần bị ngực với lại cái của bệnh cháu Khôi.
Thấy anh này anh hiền quá, anh ít nói hả? Ủa rồi rồi cái thời gian mà anh đi bán rau củ đó là chị Vân ở nhà với con hay là đi theo anh luôn? Dạ, ở nhà với con. Anh bán ở khu vực nào? Dạ, anh bán vòng vòng hẻm ở dưới Sài Gòn á, đi đi dạo qua. Đi khắp Sài Gòn luôn hả? Dạ. Quận nào cũng đi luôn? Cũng có mấy quận không đi xa là không đi thôi. Dạ. À, ví dụ như quận 7 rồi quận 8 thì mình không đi ha? Quận 7, quận 8, quận 5 có. À, cứ đi rau vậy đó hả? Đi rau vô từng hẻm gì đó, đi bán. Ừ. Là quê anh ở miền Tây luôn hả? Dạ, quê em ở Trà Vinh. Trà Vinh, rồi còn chị Vân? Chị ở Bến Tre. Bến Tre, rồi hai người sao gặp nhau? À, hồi chị mướn nhà ở trên quận 5 á, ba mẹ chị cũng mướn nhà ở thôi. Rồi cái chị cũng bán rau củ, rồi ảnh đi bán rau giống xe này nè. Chị còn đi học cái ảnh bán ở trong đường hẻm á, rồi gặp cái có tình cảm rồi. Chị bán là chị bán kiểu mà ngồi một chỗ bán, à, chị còn bán ảnh thì đi. Ảnh di chuyển. Rồi ảnh cũng bán rau củ, rồi ảnh gặp, rồi ảnh bỏ lại cho mẹ chị bán đó. Rồi à, bỏ sĩ gặp. Lại ha. Bỏ sĩ. Rồi bỏ sĩ rồi riết rồi cái kiểu mà bỏ là không lấy lại vốn luôn, bỏ riết rồi cái nói thôi thôi giờ má gả con gái cho con luôn đi, con trừ hết. À, ngày trước chị cũng khổ á, cái ảnh cũng ấy đưa bầu đưa bí cho mẹ chị bán vậy đó. Gối đầu. À, chứ không, anh cũng không có lấy tiền nữa. Không lấy tiền, tại để ý rồi, để ý con gái rồi sao lấy tiền được. Dạ. Ủa rồi bên ngoại của mấy đứa là bây giờ còn đang thuê trọ bên quận 5 hả? Bên quận 8. Quận 8 bên, dạ, bên cầu chữ Y á. Rồi hai bác rồi có đi làm gì không chị? À, ba chị thì bỏ mẹ chị lâu rồi. Rồi mẹ chị ở chung với em gái chị, nó là mẹ đơn thân á. Rồi ở trên chợ này mẹ chị phụ bán hủ tiếu, còn nó đi làm móng dạo. Rồi ví dụ như mình bận quá mình gửi mấy đứa nhỏ qua bên đó rồi ha, chạy tới chạy lui rồi. Dạ. Đó mọi người, những cái thông tin cơ bản thì hôm nay gửi đến mọi người, và đặc biệt là không biết về cái bệnh tình khám bệnh sẽ như thế nào, nhưng mà hôm nay là thấy là gia đình rất là mừng khi nhận được cái sự hỗ trợ từ quý mạnh thường quân và những cái lời quan tâm, động viên, chia sẻ đặc biệt là của các chị, các dì, các cô gửi đến cho chị Vân đây, thì cũng những điều may mắn sẽ đến với lại chị Vân. À, trước khi kết thúc clip ở đây thì em xin phép em thay mặt anh Bùi Đình Nai ở Seattle, Mỹ gửi rất là nhiều tờ tiền $2 cho em. Anh nói là gặp những hoàn cảnh khó khăn hoặc là có duyên như thế nào thì gửi mỗi trường hợp là một tờ để lấy sự may mắn của ảnh ha. Dạ. Đó, riêng ngoài cộng thì em xin phép em gửi 2 tờ, mỗi dạ. một tờ để phân quý đó cho có sự may mắn dạ. của anh Bùi Đình Nai. Dạ. Vậy chị xin gửi lời cảm ơn đến anh. Rồi mong là đồng tiền may mắn của anh cũng sẽ giúp vợ chồng chị vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này. Dạ. Dạ, chị cảm ơn chương trình. Rồi khi mà chị đi khám xong là chị sẽ báo với GoFood để cho GoFood có biết được tình dạ. tình trạng của chị á. Dạ. Rồi chị cảm ơn chương trình đã đến thay đổi được cuộc sống của chị. Dạ. Dạ. Đối với chị số tiền này lớn lắm luôn. Dạ. GoFood xin phép được kết thúc clip ở đây, thì mình nghĩ là sau khi mà mọi người xem được cái clip này thì sẽ rất là vui, rất là mừng thay cho lại chị Vân và cũng như gia đình của chị. Và một lần nữa thì cảm ơn tới mọi người rất là nhiều, đặc biệt là quý mạnh thường quân. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.